Đập thường nhá, đấy cực kỳ nhẹ nhá, vặn ga này hoặc là trợ lực này, đấy vặn ga này. Đấy, trời ơi, chiếc xe bây giờ nó có quá nhiều công năng cho các bạn lựa chọn luôn. Sáng thì có thể là vặn ga đi làm cho mát mẻ, có thể đạp trợ lực cho nhẹ nhàng hơn. Chiều thì chúng ta có thể về chế độ như xe đạp thường bằng cái hệ thống chuyển xích líp ở đây để đạp như xe đạp thường. Một để chúng ta tập thể dục, luyện tập cho cơ thể cực kỳ khỏe mạnh. Đây là chiếc xe đạp trợ lực cao cấp tên là NQX20, nó được trang bị động cơ 750W. Chúng ta có thể vít một cái lên đến trên 50 cây số luôn. Hệ thống phanh dầu và cảm biến cực kỳ an toàn luôn. Với hai viên pin, một viên pin phụ, một viên pin chính, tổng dung lượng lên đến 22 AH, chúng ta có thể có quãng đường di chuyển trợ lực lên đến 150 cây số. Đây, ngoài ra hệ thống phuộc này cực kỳ êm ái nhá. Cả phuộc ở đây nữa, phuộc ở đây nữa. Ngoài ra còn có thể gấp lại, các bạn có thể mang lên ô tô đi du lịch bất kỳ nơi đâu với di chuyển với chiếc xe này, cực kỳ thao tác, cực kỳ nhanh chóng luôn. NQX20, cảm ơn các bạn.